Mến chào các em học sinh khối 7 đến với buổi học hôm nay. Bài hôm nay cô giới thiệu với mấy em đó là bài đề tài trò chơi dân gian. Thì những bài tranh đề tài chúng ta đều có 3 phần. Thứ nhất là phần chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cái nội dung thuộc đề tài ở phần 1 La Mã. Thứ hai là chúng ta sẽ trình tự theo các bước vẽ. Và cuối cùng đó là phần chúng ta sẽ thực hành. Đầu tiên sẽ là phần chúng ta tìm hiểu về những cái trò chơi dân gian. Đây chúng ta sẽ cùng quan sát một số những cái hình ảnh về các trò chơi dân gian mà cô đã sưu tầm. Đầu tiên đó là hình ảnh các bạn đang chơi chuyền hoặc còn gọi là chơi banh đũa. Hình ảnh thứ hai ở bên dưới đó là trò chơi bịt mắt bắt dê. Hình ảnh phía trên đó là chúng ta thấy có hình ảnh của hai đội đang hì hục kéo. Và đây chính là trò chơi kéo co. Bức hình thứ 3, thứ 4 ở bên dưới đó là chúng ta thấy các bạn đang cùng chơi ô ăn quan. Bức hình thứ 5, chúng ta thấy đây là một trong những cái trò chơi chơi đu mà thường trong các lễ hội ở miền núi thường hay tổ chức. Và cuối cùng đó là trò chơi chi chi chành chành của các bạn nhỏ. Ở phần cách vẽ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc các bước thực hiện. Sau khi chúng ta tìm hiểu về những cái trò chơi dân gian rồi, và chúng ta được biết là các trò chơi này được thực hiện vào những cái được tổ chức vào những ngày lễ Tết, và để duy trì được truyền thống cũng như là những cái trò chơi dân gian lưu truyền từ đời này sang đời khác, thì sau khi tìm xong chúng ta sẽ chọn một trong những trò chơi đó để vẽ, và chúng ta sẽ hình dung trong tranh của chúng ta sẽ có những hoạt động nào là chính, những hoạt động nào là phụ, và khung cảnh nơi diễn ra những cái hoạt động đó phải phù hợp. Và cuối cùng đó là chúng ta sẽ vận dụng những cái bài ở tiết trước chúng ta đã học, đó là ký họa ngoài trời, để đưa những cái hình dáng người sao cho phù hợp với lại cái nội dung mà mình thể hiện. Và muốn cho bức tranh của chúng ta nổi bật hơn, chúng ta sẽ cùng thể hiện phần màu sắc. Thì với đề tài này thì chúng ta nên sử dụng những gam màu vui tươi, thể hiện được cái không khí của lễ hội. Ở đây chúng ta sẽ phần ba la mã sẽ là phần thực hành. Thì chúng ta sẽ vẽ tranh đề tài trò chơi dân gian để lấy làm bài kiểm tra định kỳ của bộ môn mỹ thuật. Thì trước khi thực hiện thì chúng ta sẽ cùng tham khảo một số tranh của các bạn. Thì ở đây cô đưa lên đó là hình ảnh của các bạn đang nhảy dây, trò chơi nhảy dây. Kế bên là trò chơi thả diều. Và tiếp theo là nhảy lưng gù, cũng là một trong những trò chơi dân gian. Chúng ta cùng tham khảo tiếp trò chơi banh đũa, nhảy bao bố, rồng rắn lên mây và thả diều. Đây là một số tranh để chúng ta tham khảo, chúng ta có ý tưởng để vẽ cho bài của mình. Chúng ta thấy là trong tranh về dáng người thì chúng ta thấy là dáng người nó sẽ có dáng định, tĩnh và dáng động. Rồi màu sắc chúng ta cũng lưu ý là hoạt động chính chúng ta sẽ cho nổi bật hơn những cái hình ảnh phụ, để làm nổi bật được cái hoạt động là trò chơi dân gian mà mình muốn thể hiện. Ở phần hướng dẫn về nhà thì cô yêu cầu các bạn chúng ta sẽ hoàn thành các phần vẽ hình, chuẩn bị cho tiết sau chúng ta sẽ cùng hoàn chỉnh bố cục và thực hiện màu, nên chúng ta mang đầy đủ bút chì, gom, màu vẽ. Tiết học của chúng ta tới đây là hết. Hy vọng các em sẽ thực hành bài vẽ này đạt kết quả tốt và đúng theo yêu cầu mà cô đã đề ra. Hân ái chào các em.